mặt trong hội trường quay ngày hôm nay. Con xin chào cô Ngô Trinh Bác. Chào cô. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hồng An Di, năm nay con 5 tuổi, con đang học lớp trời 2, sang năm con sẽ lên lớp lá. Con bớt hết lát là con lên lớp 1. Khi con bé nói chuyện nó có thở không? Cái lúc mình thi á là mình cần nói nhanh hơn tí, còn đây mình giới thiệu mình chưa thi nên cứ nói chậm thôi. Hết giới thiệu không có mất thời gian nha. Đúng, con sợ lắm. Sợ rớt hả? Chưa thi mà sợ rớt kỳ quá. Mấy cái tiểu phẩm ba mẹ con làm cho con có hay không mà con sợ rớt? Mẹ con dạy không? Mẹ con là cái thế lực nào khủng khiếp? Ba con đi công tác hoài à. Chắc ba buồn mẹ lắm hả con? Rồi lúc mà con tập diễn là mẹ viết kịch bản xong mẹ chỉ con diễn luôn đúng không? Dạ. Ba không chỉ miếng nào hết? Dạ ba đi công tác có thời gian đâu chỉ. Ba làm gì mà đi công tác? Con không biết. Con không biết ba làm gì mà đi công tác. Mẹ không đi công tác hả? Nhiều con? Khi mẹ con chưa biết ba làm gì mà. À mẹ không đi công tác, mẹ ở nhà hả? Mà mẹ con làm công việc gì? Con không biết mẹ con làm công việc gì hết trơn. Bây giờ con có biết gì về gia đình con kể cho Thành nghe coi nè. Con sống ở Cần Thơ. Ừ. Gia đình mấy người? Gia đình con có 6 người, bà ngoại con lên ở với con. Rồi ai nữa? Chị con với lại ba mẹ con. Còn người nữa đâu? Không, con thứ hai nhưng mà con là em của gia đình bà nội. Tại ba con thứ út. Con thứ hai, em gia đình bà nội, ba con thứ út. Là sao con? Mấy cái từ chuyên môn về phá hệ của nó sao? Con thấy không hiểu gì hết trơn. Rồi, nói chung là con ở Cần Thơ, con lên đây, con đón xe lên đây hả? Dạ không, ba con có xe bự. Nhưng mà ba đi công tác rồi. Nhưng mà ba về rồi. Gia đình này bí hiểm ha. À, ba đi công tác là không có tập kịch cho con, nhưng mà khi con tập xong, mẹ tập cho con xong rồi, ba về ba lấy xe bự chở mình lên đây đúng không? Hôm nay là ba với mẹ lên đây luôn đúng không? Với bà ngoại nữa. À, bà ngoại với ba với mẹ chở đi thi. Lát thi xong rồi về lại Cần Thơ đúng không? Dạ, về ngoại. Ngoại con đâu? Dạ, ngoại con chơi, con nghỉ hè rồi. Nhưng mà ngoại con đâu? Nhà ngoại con ở Đồng Tháp. À, hiểu rồi, Cần Thơ là bên nhà bên nội con... Không, không, Cần Thơ là con ở rồi, nhà bên nội mới là ở Sóc Trăng. Hiểu rồi. Cái gia đình kỳ bí quá. Dạ. Tức là bên nội là chỗ khác, bên ngoài thì Đồng Tháp, còn nhà con là Cần Thơ. Đúng chưa? Ba thì đi công tác, mẹ ở nhà, chứ không biết hai người đang làm gì. Dạ. Rồi, vậy là hợp lý rồi đó. Thi nha. Con còn hơi run run nha, con ôm chú Trường Giang cái. À, ôm cái. Trời ơi. Này có bộ gài quá. Mấy tuổi rồi? Nãy nói mấy tuổi? Con 5 tuổi. Học lớp gì? Để con nói rồi, con đâu học lớp trời 2. Trời 2, xong lên lá, xong lên lớp 1 đúng không? Lát diễn với ai hay diễn mình? Con diễn mình. Diễn mình luôn hả? Có 3 giọng hả? Có 3 giọng, báo trước luôn có 3 giọng thôi, không hơn được. Rồi. Sẵn sàng rồi. 60 giây, thời gian bắt đầu. Ăn con tổ tiếu à, hết 500 ngàn, hồi sáng á. Con lên đây nè, con ghé quán hủ tiếu, cái phục vụ anh ra anh hỏi con chỉ thích ăn cái gì. Cái con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi anh bưng cho con tủ tiếu xương. Con nói con bị đau gan, con xương không có được. Cái anh hỏi con chỉ thích ăn cái gì. Cái con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi anh bưng cho con tủ tiếu bà Duyên. Con nói con bị nhiễm bà Duyên, con không có được. Cái anh hỏi con chỉ thích ăn cái gì. Cái anh nói con ăn cái gì cũng được. Rồi anh bưng cho con tổ tiếu không, con nói trời ơi tổ tiếu không có gì mà ăn. Cái anh chọi nồi vẽ trên bàn một cái bọt, nút nồi vẽ đi má. Con giận quá con đứng dậy con tán một cái bọt, quẹo cái cổ bó bọt hết 500 ngàn đồng. Thôi bữa nay nghỉ ăn sáng luôn, lấy cám cho heo ăn thôi. Dạ hết rồi. Không mắc cười tới nào mẹ chỉ mà không mắc cười tới nào. Vẫn đã chiến thắng vang dội.
Lúc mẹ chỉ cho con là con biết không mắc cười luôn hả? Dạ, mẹ nghĩ là mắc cười nên con phải làm theo mẹ vậy thôi, chứ ba đâu có dạy con nghĩ là mắc cười thôi con. Là con thấy không mắc cười luôn hả? Trời đất ơi, nhỏ có tầm nhìn dễ sợ. Con ơi, con hết run chưa? Dạ hết rồi. Con biết chú tên gì không? Dạ Ngô Kim Quỳ. Con có coi Thách Thức Danh Hài lâu lắm rồi, con đòi mẹ đăng ký cho con đi thi chứ. Mà con có thích cái chú trên đó không? Cuộc sống này Quy, anh xin lỗi anh à, của cố tình. Cuộc sống này Quy, anh xin lỗi anh à, của cố tình. Đâu có lường trước được điều gì. Chú dễ thương mà, sao con không thích chú? Tại con đã có hai hài của chú giờ cái Quy đâu. Ủa, chú Nguyễn Quy đóng hài hả con? Con đâu có coi. Chú đã ngạo quỵ lần hai rồi. À, con ơi. Dạ. Nãy giờ dầm con thoải mái thôi nghe, bây giờ hết rung chưa? Dạ hết rồi. Như vậy là con đã thắng vòng 1 rồi, con đang có 2 triệu đồng. Bây giờ con thi tiếp vòng 2 nha. Dạ. 60 giây, thời gian bắt đầu. Thôi, bỏ qua cái chuyện hủ tiếu đó đi. Bây giờ con sẽ kể về gia đình của con một xíu nha. Nhà con ở Sóc Trăng chứ không phải ở Cái Răng. Ông bà con làm nông chứ không phải làm công. Bác hai con tình tầm thì rất thích uống nước sâm. Cô Tám con tình như thì sáng nào cũng ăn bằng ngư. Đặc biệt là ba mẹ con nè. Ba mẹ con làm nông chất nên rất thích ăn và ăn mớt. Quan trọng là nhà con khoái ăn sang, gọi là sáng. Là dạ, là sáng ăn khoai đó chú. Nè, con có đem khoai tặng hai chú nè, hai chú ăn đi. Ý, có một củ khoai sụn. Chú Trường Giang nghe con dặn nè, chú không được ăn khoai sụn. Theo nghiên cứu khoa học, để hạn chế giống lùn thì không được ăn khoai sụn. Chú chúc mừng con. Con cũng so sánh chú Trấn Thành luôn. Chú Trấn Thành này sao? Lớn hơn chú Trường Giang 1 mét. Mẹ con dạy gì đó. Bà mẹ bà suy nghĩ sao mà bà chỉ con bà lạ thiệt á, chứ bên chỉ sao mà tôi lùn bên Trường Giang tới 1 mét lưng hú hồn. Mẹ con là ai? Chú Thành muốn thấy được cái hình hài, cái nhân dáng của mẹ con ở đâu? Dạ, mẹ con ở trong kia. Chào chị. Ở nhà bé có lanh gì không chị? Ở nhà bé lanh lắm, bé nấu suốt ngày vậy đó. Nhưng mà đặc biệt là bé thích coi hài lắm. Bé từ năm lớp chòi, lớp mầm là bé đã xem Thách Thức Danh Hài. Rồi xong bé nói là con thích rồi mẹ đăng ký cho con thi. Thiệt vậy luôn hả? Dạ. Rồi mà cái tiểu phẩm đầu á, thì bé xem chú Trường Giang diễn. Bé hồi nhỏ xíu, hồi lớp mầm là bé đã diễn theo chú Trường Giang cái tiểu phẩm đó rồi. Đâu có, em đâu có diễn tiểu phẩm đó. Tiểu phẩm đó chú Trường Giang diễn với Thúy Nga. Thúy Nga hát, Thúy Nga có cái đoạn hủ tiếu á. Chú Trường Giang đóng vai ba. Con có coi mà, chú Trường Giang không nhớ đâu. Chú Trường Giang đóng vai ba là cô Thúy Nga là đi ăn sáng mà xin tới 1 triệu. À, không có trách nhiệm gì với ký ức của tụi nhỏ hết trơn. Là cái vai của nữ mà mình không có nhớ. Rồi tối ngày cứ thêm hài của chú Tương Hậu với ba mười khó. Thương quá, lanh quá trời. Rồi, giờ thi nữa không? Chị ơi, à, chị hỏi bé thử coi là bé muốn thi tiếp không mà. Tại vì mình đang có 10 triệu đó. Nếu mình thi tiếp mình sẽ lấy giải thưởng là 20 triệu. Nhưng nếu mà chẳng... Nói rồi, khang cổ họng luôn rồi. Con sẽ thi tiếp. Rồi, sẵn sàng nha con ơi. Thời gian 60 giây dành cho con. Ơi chết, con quên kể về gia đình bà ngoại con rồi. Chắc là bà ngoại của con sẽ bị tổn thương lắm đây. Thôi, để con kể về gia đình bà ngoại con xíu nha. Dì Tư con rất xinh đẹp nên rất thích ăn bánh kẹp. Cậu ba con tên Vũ thì rất thích ăn đồ đổ. À, để con kể cho nghe. Hôm bữa trước, cậu ba con bị mất ngủ. Cậu ba cứ nằm nhìn lên đầu tủ. Cậu ba thấy trái đu đủ. Cậu ba ăn xong rồi cậu ba mới ngủ. Nè, con có đem đu đủ tặng cho hai chú nè. Tiếp tế về cho mày cái đu đủ rồi. Hai chú ăn đi. Rồi, để đây nghe. Nè, hai
phải chú nghe con dặn nè, khi nào mất ngủ hãy ăn đu đủ, còn nếu không mất ngủ cũng phải ăn đu đủ để gọi mất ngủ để được ăn đu đủ. Hai chú nhớ chưa? Hai chú chưa nhớ hả? Để con nhắc lại cho nghe. Khi nào mất ngủ hãy ăn đu đủ, còn nếu không mất ngủ cũng phải ăn đu đủ để gọi mất ngủ để được ăn đu đủ. Hai chú không cười hả? Thôi con ăn đu đủ luôn đi. Hết thời gian rồi. Cảm ơn con, hết thời gian 60 giây rồi. Nè con, cầm cái bịch đu đủ về ăn để khỏi ngủ nha. Dạ. Nói chung là cái tiểu phẩm thứ ba này nó không có mới hơn tiểu phẩm thứ hai ha. Đáng lẽ con Tấn ở đây là đã thấy là có chuyện vui rồi, thì đáng lẽ Tấn ở đây là nó phải có cái gì nó thú vị hơn cái vừa rồi con hài chú Trường Giang. Nhưng mà nó cũng không có gì mới hơn nha. Nên thôi, mình còn trẻ mà đúng không? Mà còn nhỏ mới đúng chứ trẻ gì. Mình còn nhỏ mà đúng không? Còn mới có 5-6 tuổi thôi. Con sẽ còn phải học nhiều. Con có 5 tuổi à, có 6 tuổi đâu. Lỗi của chú Trấn Thành con. Hay chú Thành xin lỗi con. Rồi. Cảm ơn con gái 5 tuổi. Chúc con sẽ thành công hơn vào năm con 6 tuổi. Còn năm nay thì chú cũng có món quà tặng con ha. Quẹo.